Oh no! Thank you.
Kobi à? Kobi gọi mẹ dậy á. Nó nay mẹ mệt quá nè. Sao á, em đâu rồi? Con gọi mẹ dậy á. Ừ. Để mẹ cột tóc ra nha. Nào, ngồi đây để mẹ cột lại cái đầu tóc nào. Em đâu? Ừ, em ăn đâu? Ô, sao Mon lại ngồi trong cái bô ấy kia? Mon này à Mon? Nào, đi ra mẹ coi xem Mon thế nào nào. Mon ơi, Mon này à con? Ô, sao lại có giấy ở đây? Thì con Bi lấy cho con hả? Con Bi giỏi thế. Ừ, đừng con, đừng có đụng vô em đang ỉ thối ấy, nha. Nha, con Bi giỏi quá. Để mẹ dọn dẹp đi rồi mẹ đưa em đi rửa đít nha. Cái này vẫn là nè. Rồi để đưa mẹ em đi rửa nha. Đi ơi con lên đây ngồi chơi này. Rồi đợi mẹ nhé. Mẹ đi rửa đít cho em và mẹ vô nha. Được không? Ngoan nha, ngồi đây chơi đi. Thoải mái chưa? Ừ, thoải mái không? Ủa, vừa ngủ. Nào cho em khô nha. Rồi vô mặc đồ nha.